Hello các bạn, welcome to Nails Life with Catherine. Thời gian qua, có nhiều bạn hỏi mình cách giải thích cho khách như thế nào về các loại bột khác nhau như dip, acrylic, color powder hay là builder gel. Mình sẽ làm một cái series bài hướng dẫn về các loại móng tay này, giải thích chúng là gì, cách dùng ra sao, tính chất như thế nào và ưu khuyết điểm là gì. Mỗi clip sẽ đi qua mỗi loại móng khác nhau. Rồi nếu thời gian cho phép thì mình sẽ làm một bảng so sánh các loại móng tay này. Về lý thuyết, cơ bản thì các bạn không cần học thuộc lòng tiếng Việt nếu các bạn đã hiểu sự khác nhau của mỗi loại móng tay. Chỉ cần nhớ tiếng Anh là đủ rồi. Mình mong rằng series này sẽ giúp các bạn được phần nào trong việc giao tiếp với khách nhé. Các bạn giúp mình share mấy cái clip này để cho những người khác có thể cần đến. Cảm ơn các bạn nhé. Chúng ta bắt đầu với định nghĩa của bột nhúng. Dip powder. Dip powder. Dip powder. The dip powder. Đây là cái định nghĩa mà mình tự soạn. Mình cũng có research ở trên internet rất là nhiều. Và đây là cái định nghĩa riêng của mình tự soạn. Mình cố gắng làm ngắn nhất có thể, nhưng mà nó cũng hơi dài để cho đầy đủ ý nghĩa để cho các bạn hiểu. Và mình cũng sẽ có những cái đoạn dịch có thể làm ngắn được thì mình sẽ highlight nó lại để cho các bạn có thể bỏ được cái phần đó khi mà nói với khách nha. Định nghĩa của bột nhúng là gì? Bột nhúng là cải tiến mới nhất trong công nghệ làm móng, sử dụng gel và bột để tạo lớp bảo vệ cứng vừa phải trên móng tay tự nhiên của bạn. Cái tính chất của bột nhúng là gì? Nó tự nhiên, natural, nhẹ và êm hơn trên móng tay. Nó không sử dụng liquid hoặc đèn UV. Nếu bạn muốn dài hơn, bạn có thể nối móng. Cái đặc tính của bột nhúng, cái đoạn này á, nó tự nhiên, nhẹ và êm hơn trên móng tay. Cái đoạn này nó rất là quan trọng khi mà bạn giới thiệu service bột nhúng cho khách. Bạn nên học thuộc lòng cái phần này về bên tiếng Anh. Nó tự nhiên, nhẹ và êm hơn trên móng tay. Nó không sử dụng liquid hay là UV light. Đó, cái phần từ đây cho tới đèn UV các bạn nên nhớ. Và đó là một cái điểm rất là đặc biệt và khách rất là thích. Đó là cái điểm ưu điểm, nó stand out, nó vượt trội hơn những cái loại móng tay khác mà khách sẽ dễ dàng thử service deep vì cái ưu điểm này. Đây, bột nhúng là cải tiến mới nhất trong công nghệ làm móng, sử dụng gel và bột để tạo lớp bảo vệ cứng vừa phải trên móng tay tự nhiên của bạn. Nó tự nhiên, nhẹ và êm hơn trên móng tay, không sử dụng liquid hoặc đèn UV light. Mình sẽ đi qua phần tiếng Anh. Dip powder is the newest innovation in nails technology. Dip powder is the newest innovation in nails technology. Dip powder là bột nhúng. Dip là nhúng. Newest. Newest là mới nhất. New là mới. Is, E-S-T là nhất. Newest là mới nhất. Innovation. Innovation là một cái cải tiến, một cái công nghệ mới. Innovation. 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 Innovation, cải tiến. In nails, trong ngành nail. Technology. 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 Trong công nghệ của ngành nail. Dip powder is the newest innovation in nails technology. Cái đoạn using brush on gel and powder
thì cái chữ brush on này không có really cần thiết, nhưng mà nó nói rõ cái tính, cái cách mà bạn làm đó. Bạn quét cái nước gel lên cái móng tay và nhúng vào trong bột. Gel and powder. Cho nên bạn có thể nói là using gel and powder cũng được. Còn nếu mà bạn feel more comfortable, thoải mái hơn để dùng cái chữ dài hơn, thì mình có thể dùng using brush on gel and powder. Cái đoạn to create medium hard protective layer over your natural nails. Đoạn này thì nói rõ hơn thì tốt, nhưng mà không nói cũng không sao, vì cái đoạn này cũng hơi khó. Deep powder là một cái công nghệ mới nhất trong ngành nails, dùng gel và bột, có nghĩa là nhúng gel vào trong bột để tạo một cái lớp bảo vệ. Medium hard có nghĩa là mạnh vừa vừa, cứng vừa vừa, khoảng ở giữa, không có cứng lắm mà không có mềm lắm ha. To create, để tạo ra một cái lớp bảo vệ medium hard, vừa vừa. Drain over your, của bạn, natural nails, các bạn nhớ hôm bữa mình có học chữ natural không? Natural nails, móng thật. Câu ngắn hơn, deep powder is the newest innovation in nails technology using gel and powder. Như vậy là đủ rồi. Deep powder is the newest innovation in nails technology using gel and powder. Dừng ở đó được rồi. Phần thứ hai là phần tính chất của deep powder. Các bạn nhớ hồi nãy mình nói là nó tự nhiên, nhẹ và êm hơn trên móng tay. Nó không sử dụng UV light ha. It is natural, lightweight and gentler on the nails bed. Natural là tự nhiên. Natural, tự nhiên. Lightweight. Weight là cân nặng, light là nhẹ. Lightweight là nó nhẹ. Ha. Các bạn nhớ mình học ở cái clip vừa rồi á. Gentle. Là không có cái chữ R. Là mềm mại. Mềm. Nó êm. Gentler là êm hơn, là hơn như vậy đó. Gentler. On the nail bed. Nail bed á là cái móng tay thật của mình, cái phần mà không có cái móng á, cái phần mà dính cái thịt á. On the nail bed. It is natural, lightweight and gentler on the nail bed. No liquid or UV light used. No liquid or UV light used. Chỉ use cũng không có cần thiết. Các bạn nhớ cho mình cái chữ it is natural, lightweight and gentler on the nail bed. No liquid or UV light. Chữ lightweight cũng không cần thiết lắm. Nếu mà bạn nhớ được thì càng tốt. Nhưng mà mình có thể nói it is natural and gentler on the nails. No liquid or UV light. Vậy là đủ. Và những điều này khách rất là thích. Tips can be added to extend the length. Tip là móng. Can be added, có thể được cộng thêm. Add là cộng. Mình ở thể bị động. Can be added là có thể được cộng thêm. To extend. Extend là làm cho dài ra. Extend là nới rộng ra, làm cho dài ra. Extend.
extend. The length là chiều dài. Các bạn nhớ chữ long không? Long, how long do you want? Long là tính từ, là dài. Length là danh từ, là độ dài. Length. Tips can be added to extend the length. It is natural, lightweight. Natural tự nhiên, lightweight là nhẹ. And gentler, và mềm, êm dịu. On the nail bed, trên cái móng tay của mình. No liquid or UV light. Không có lưu huỳnh, không có liquid hoặc là đèn UV. Tips can be added to extend the length. Có thể thêm móng, có thể nối thêm móng nếu mà muốn dài hơn.